Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ sáu 12 tháng 10 sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài phân định là gì theo Thánh Ignacio Loyola. Tiếp đến trong mục cương chính nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Narciso Cavazzola, tu sĩ dòng Francisco, 53 năm truyền giáo tại Hokkaido, Nhật Bản và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài giá trị lịch sử của hai sách Samuel. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Hán Thành Đức Hồng Y An Đê Liêm Thù Chánh, Tổng giáo mục giáo phận Hán Thành, bày tỏ vui mừng vì trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày 18 tháng 10 tới đây, Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, sẽ trao cho Đức Thánh Cha sứ điệp của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Chánh Ân. Đức Hồng Y Liêm Thù Tránh tuyên bố như trên hôm 10 tháng 10 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đồng thời nói thêm rằng Đức Thánh Cha Phan vẫn luôn quan tâm đến nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Ngài nhớ đến nhân dân Triều Tiên trong kinh nguyện mỗi khi có những biến cố quan trọng trong lịch sử gần đây tôi hy vọng những cố gắng ấy sẽ góp phần xây dựng một nền hòa bình đích thực tại bán đảo triều tiên đức hồng y liêm thù chánh kiêm nhiệm giám quản tông tòa giáo phận bình nhưỡng ở bắc hàn ngài nói tôi thành tâm cầu nguyện cho những ngày tới đây để chúng tôi có thể gửi các linh mục và tu sĩ đến bắc hàn cùng nhau cử hành các bí tích tình trạng tôn giáo hiện nay tại Bắc Hàn được mô tả là giáo hội thầm lặng vì từ 70 năm nay chế độ tại đây loại bỏ mọi dấu vết tín ngưỡng. Tại Bắc Hàn, cho đến năm 1950, có hơn 55.000 tín hữu công giáo và 57 thánh đường với các thừa sai, trường học công giáo và các hoạt động mục vụ phong phú. Ngày nay không có giám mục linh mục và tu sĩ công giáo, từ năm 1989 sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Âu Châu đã có một sự thay đổi đầu tiên trong chính sách của nhà nước Bắc Hàn với việc thành lập một hội công giáo và liên hiệp Kitô quy tụ các tín hữu do nhà nước kiểm soát chính thức. Ngày nay có khoảng 3.000 người. Các linh mục từ Nam Hàn đến Bắc Hàn trong những năm qua tin rằng có nhiều tín hữu Kitô còn sống đức tin âm thầm tại miền Bắc. Astana. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 10 hôm qua, Hội nghị kỳ 6 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới đã diễn ra tại Astana, thủ đô Kazakhstan, với sự tham dự của hơn 80 phái đoàn và có chủ đề là Các vị lãnh đạo tôn giáo cho một thế giới an ninh hơn. Tòa Thánh cũng gửi một phái đoàn đến tham dự do Đức Hồng Y. E. Francesco Coco Banmerio hướng dẫn. Ngài Nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cùng đi trong đoàn có đức ông Khales Akashes đặc trách phân bộ Hồi giáo tại Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Ngoài ra có đức tổng giáo mục Francis Kulinka người Ấn Độ, sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan cùng với một số vị khác. Trong đó có cha Salim Dachake, viện trưởng Đại học Công giáo Thánh Xe ở Beirut, Liban các tham dự viên gồm các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị bàn về việc vượt thắng trào lưu cực đoan và khủng bố. Vatican danh tánh các thành viên ủy ban soạn văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố hôm mùng 10 tháng 10 vừa qua, gồm tất cả 12 người. Có 4 vị là thành viên do chức vụ, đứng đầu là Đức Hồng Y Sergio da Tổng giám mục Brasilia và là tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục. Tiếp đến là hai linh mục tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục này cùng với Đức Hồng Y tổng thư ký Lorenzo Bandisseri. Tiếp đến là năm vị đại diện cho năm châu được các nghị phủ bầu lên, trong đó có Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ. Sau cùng là ba vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, đứng đầu là Đức Tổng Giáo mục Trưởng Sếp Trúc, Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương và Hai Linh Mục. Văn kiện chung kết nếu được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì sẽ trở thành giáo huấn chính thức của huấn quyền hội thánh. Zagreb Hôm qua, 11 tháng 10, Hội đồng Giám mục Croat đã kết thúc khóa họp toàn thể lần thứ 57, kéo dài 3 ngày tại thủ đô Zagreb dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giáo mục chủ tịch Jelimir Bunzik. Trong dịp này, các giám mục đã chuẩn bị cho cuộc hành hương về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 11 đến 17 tháng 11 tới đây. Ngoài ra, các giám mục đã bàn về cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới tại Dublin hồi hạ tuần tháng 8 năm nay và cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo toàn quốc Croat trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua tại thành phố Split và Solina. Cuối khóa họp, các giám mục đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Bon Gallagher, ngoại trưởng của Tòa Thánh. Giáo hội công giáo tại Cộng hòa Croat có gần 4 triệu tín hữu trên tổng số 4 triệu rưỡi dân cư và thuộc 19 giáo phận. Vatican, Bộ Giáo dục Công giáo đã không chấp nhận cho Viện trưởng Học viện Triết và Thần học của dòng tên ở Đức được tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba vì ủng hộ đồng tính luyến ái. Đó là cha Ansgar Wuchepenik, 52 tuổi. Hồi tháng 2 năm nay, cha đã được tái cử nhiệm kỳ ba, dài 2 năm, làm Viện trưởng Học viện Triết và Thần học Thánh Giorgio của dòng tên ở thành phố Phong Phục, Đức cha Georg Bessing Giám mục giáo phận Linh Buộc Sở Tại đã chấp thuận việc bầu cử cha Vũ Khơ Phoenix, nhưng theo luật, để việc bầu cử này có hiệu lực thì người được bầu cần có sự đồng ý chung kết của Bộ Giáo dục Công giáo. Nguyên do khiến cha Vũ khớp Phoenix không được tòa thánh phê chuẩn vì vốn là giáo sư kinh thánh tân ước, cha đã bác bỏ giáo huấn của kinh thánh chống đồng tính luyến ái, và cha ủng hộ lối sống này cũng như việc chúc lành cho các cặp đồng phái trái ngược với giáo huấn chính thức của giáo hội công giáo. Bộ Giáo dục Công giáo đã yêu cầu cha công khai rút lại lập trường, nhưng cha đã từ khước. Trong giáo hạt ở thành phố Phan Frankfurt, cha Wurker Phoenix cũng là tuyên úy của những người đồng tính luyến ái và thường cổ võ giáo hội công nhận lối sống của những người này. Những lời tuyên bố và lập trường của cha đã được trình báo về bộ giáo Lý Đức Tin hồi năm 2016. Tại bộ này, lập trường của cha ủng hộ việc truyền chức phó tế và linh mục cho phụ nữ cũng được cứu xét. Cha Johannes Zipner, bề trên giám tỉnh dòng tên ở Đức, tuyên bố hoàn toàn ủng hộ lập trường của cha Vukovendik và tỏ ra ngạc nhiên vì quyết định của Bộ Giáo dục Công giáo. Sau quyết định của bộ này, cha Vũ Khập Phoenix mạnh mẽ phê bình tòa thánh là làm thương tổ những người đồng tính luyến ái và cha tuyên bố sẽ không rút lại lập trường về vấn đề những người đồng tính luyến ái. Cha nói, chúng ta phải chấp nhận quan hệ của những người đồng phái như con người của họ. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài phân định là gì theo thánh ignacio loyola Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua, một nghị phụ trong thường hội đồng giám mục về giới trẻ hiện nay là Đức Tổng giám mục Jean-Claude Honderich dòng tên thuộc giáo phận Luxembourg đã bày tỏ hài lòng về trừ kích linh đạo Thánh Ignacio, Thánh tổ dòng tên tại thường hội đồng giám mục này, đặc biệt là việc thực thi sự phân định tức Tổng giám mục Hollerich đã sống nhiều năm tại Nhật Bản và từng là Phó Viện trưởng Đại học Công giáo Sophia ở thủ đô Tokyo. Sự phân định này cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nghị phụ thực hiện trong công nghị giám mục này. Trong bài huấn dụ mở đầu khóa họp chiều ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, Thượng Hội đồng Giám mục là một việc thực hành của giáo hội về sự phân định, nói thẳng thắn và cởi mở lắng nghe, đó là những thái độ căn bản để thượng hội đồng giáo mục trở thành một tiến trình phân định phân định không phải là một khẩu hiệu quảng cáo cũng chẳng phải là một kỹ năng tổ chức hoặc là một cái mốt của triều đại giáo hoàng này nhưng là một thái độ nội tâm ăn rẽ sâu trong một hành vi đức tin phân định là phương pháp và đồng thời là mục đích chúng ta nhắm tới nó dựa trên xác tín rằng thiên chúa đang hoạt động trong lịch sử thế giới trong các biến cố của cuộc sống nơi những người chúng ta gặp và họ nói với chúng ta vì thế chúng ta được kêu gọi đặt mình lắng nghe điều Chúa Thánh Linh sai sáng cho chúng ta theo những thể thức và trong đường hướng nhiều khi ta không lường trước được phân định cần không gian và thời gian vì thế tôi quy định rằng trong các cuộc họp các phiên khoáng đại cũng như trong các cuộc họp nhóm cứ năm bài phát biểu thì giữ một lúc thinh lặng khoảng 3 phút để mỗi người chú ý đến âm hưởng những gì đã nghe gợi lên trong tâm hồn mình, để đi vào chiều sâu và lãnh hội những gì gây ấn tượng cho mình hơn cả. Sự chú ý nội tâm này là chìa khóa để thực hiện hành trình nhận thức, giải thích và chọn lựa. Quả thực, một trong những từ chính yếu trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco chắc chắn là từ discernimento, phân định như một người con tốt lành của Thánh Ignacio, Đức Bergoglio biết những quy luật do Thánh Tổ Phụ dòng tên viết ra hồi thế kỷ thứ 16, và vì thế Ngài luôn ý thức tầm quan trọng của sự phân định trong đời sống tu đức. Phân định có nghĩa là sàng lọc, là phân biệt, chọn lựa, nhưng theo nghĩa nào? Nghĩa là chọn lựa điều tốt và loại bỏ điều xấu. Chọn những gì đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa và loại bỏ những gì làm cho chúng ta xa Chúa chọn nhân đức và từ bỏ tội lỗi. Sự phân định tinh thần là một đặc điểm trong giáo huấn của Thánh Ignacio Loyola và là một kinh nghiệm tiêu biểu của người thực hành linh thao do Thánh Nhân đề nghị. Vào cuối tuần thứ hai trong cuộc linh thao, Thánh Ignacio giải thích cách thức Kitô hữu phải đương đầu với một sự chọn lựa liên quan đến bậc sống của mình. Một cách đơn sơ và nhưng đồng thời cũng đầy lòng nhiệt thành hướng về Thiên Chúa Thánh Ignacio hướng dẫn người đang Linh thao nghĩa là bất kỳ Ki Tô Hữu nào biết phải thực hiện một sự chọn lựa quan trọng cho đời mình và muốn thực hiện điều đó trước mặt Thiên Chúa ở điểm số 169 thánh nhân đi từ một tiền đề cơ bản trong mỗi chọn lựa tốt theo mức độ tùy thuộc chúng ta con mắt ý hướng chúng ta phải tin tuyền chỉ để ý đến mục đích mà chúng ta được dựng nên nghĩa là làm vinh danh Thiên Chúa và cứu vớt các linh hồn. Bất kỳ chọn lựa nào đều phải tùy thuộc mục tiêu ấy với tinh thần thực tiễn lành mạnh. Thánh Ignacio nhìn nhận rằng nhiều khi người ta hành động hoàn toàn ngược lại. Trước hết họ thực hiện những chọn lựa theo những ước muốn tháo thứ của họ, rồi sau đó họ mới tìm cách phụng sự Thiên Chúa trong những chọn lựa ấy. Trong thực tế, có nhiều người chọn kết hôn rồi sau đó phụng sự Chúa trong hôn nhân, mặc dù phụng sự Thiên Chúa chính là mục đích. Như thế, họ không tiến bước ngay chính hướng về Thiên Chúa, nhưng muốn Thiên Chúa chiều theo những ước muốn tháo thứ của họ. Và vì thế, họ biến mục đích thành phương tiện và biến phương tiện thành mục đích. Và thế là điều lẽ ra phải được cứu xét sau thì họ lại làm trước. Đó là tiền đề chung của tất cả những chọn lựa để sống quy hướng về việc phụng sự Thiên Chúa chúng ta. Nhưng tiền đề ấy cũng có giá trị khi chúng ta phải chọn lựa lại vì những chọn lựa trước đó không đi đúng theo ý Thiên Chúa. Ví dụ khi chúng ta nhận thấy có sự thất bại trong tương quan nhân bản với người phối ngẫu của mình và nhất là khi chúng ta hiểu rằng việc chọn lựa kết hôn với người ấy không phải để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn nhưng chỉ là để chiều theo ước muốn của chúng ta mà thôi. Lý tưởng mà Thánh Ignacio đề nghị cho tín hữu Kitô là một cuộc sống trong đó mỗi chọn lựa dù lớn dù nhỏ thế nào cũng được làm để vinh danh Thiên Chúa. Trong thực tế, vì chúng ta là những người tội lỗi trước sau gì tất cả chúng ta đều phải xất lại những chọn lựa quá khứ lượng định những hậu quả của chúng đối với linh hồn chúng ta, tìm cách phục hồi hướng đi theo Thánh Ý Chúa. Thánh Ignacio là một thầy dạy đích thực của các linh hồn, Ngài ý thức rõ điều đó và hướng dẫn người linh thao đương đầu với cả những khúc mắc khó khăn và nhiều khi đau thương trong đời sống đức tin. Trong trường hợp này, Ngài đề ra một sự phân biệt cơ bản giữa những chọn lựa bất biến và những chọn lựa có thể thay đổi. Có những điều là đối tượng của một sự chọn lựa bất biến như chức linh mục, hôn nhân, vân vân. Và có những điều khác là đối tượng một sự chọn lựa có thể thay đổi như chấp nhận hoặc là từ bỏ những lợi lộc, đón nhận hoặc bỏ những của cải trần thế. Trong trường hợp thứ nhất, đối với thánh y Siêu, điều rõ ràng là chúng ta không thể hồi lại. Đối với những chọn lựa không thể thay đổi, nghĩa là khi chúng ta đã chọn rồi thì không còn cái gì để chọn nữa, vì chọn lựa ấy không thể hủy bỏ như đối với hôn nhân và chức linh mục, vân vân. Thánh Ignacio lặp lại như hai thí dụ duy nhất về sự chọn lựa không thể thay đổi, hai bậc sống đối với các tín hữu Kitô được lãnh nhận cho một bí tích. Đó là những chọn lựa không những đòi sự can dự của chúng ta, nhưng cả ý chí của Chúa Cha nữa. Tựu trung thánh nhân nói, Chúa kêu gọi chúng ta vào một bậc sống mà Ngài đã nghĩ cho chúng ta và cho thiện ích chúng ta vì yêu thương chúng ta. Chúng ta phải làm sao cho sự chọn lựa của chúng ta phù hợp với ơn gọi đó? Nhưng Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta và hoạt động qua các bí tích với quyền năng sáng tạo và cứu độ của Ngài, cả khi sự chọn lựa của chúng ta là thiếu trật tự và sai trái. Do những ước muốn của chúng ta chứ không phải là lời đáp lại một ơn gọi của chúa như một vài người lầm tưởng tính sự tôn trọng của thiên chúa đối với chúng ta làm cho những chọn lựa trong cuộc sống bao hàm một ơn thánh đặc biệt cho cuộc sống như trong trường hợp hôn nhân và chức linh mục là bất biến vì thế khi ta hiểu rằng sự chọn lựa được thực hiện để theo ước muốn của chúng ta thay vì điều mà chính Thiên Chúa muốn cho chúng ta, thì chúng ta không thể thối lui. Chúng ta chỉ còn cách phụng sự Thiên Chúa trong hoàn cảnh mà, một cách nào đó chúng ta đã mong Chúa đặt chúng ta vào. Nếu sự chọn lựa ấy không được thực hiện ngay chính và đúng cách, nghĩa là không chiều theo xu hướng tháo thứ, thì sau khi thống hối, ta phải tìm cách sống trung thực trong sự chọn lựa của mình. Việc giải thích này về những đoạn trong cuốn Linh Thao chích dẫn trên đây là điều phù hợp với điều Thánh Ignacio quả quyết tại những đoạn khác trong cùng cuốn sách liên quan đến việc cứu xét các bậc sống. Ở điểm số 135D, Thánh Tổ dòng tên đề nghị một sự tập luyện về vấn đề chúng ta phải cư xử thế nào để đạt tới sự trọn lành trong bất kỳ bậc sống nào và hoàn cảnh sống Chúa ban cho chúng ta chọn lựa đối với Thánh Ignacio, Chúa ban cho chúng ta được chọn lựa theo nghĩa trọn vẹn. Chọn cả điều không phải là ơn Chúa gọi chúng ta. Quả thực đó là tự do bi thảm, tự do được ban cho chúng ta. Sống thế nào trong chọn lựa của mình? Trong trường hợp những chọn lựa bất biến được thực hiện theo những xu hướng tháo thứ, thì để hướng về sự chọn lành, chúng ta phải sống lương thiện trong sự chọn lựa của mình vậy chúng ta phải giải thích thế nào về sự lương thiện của cuộc sống mà thánh ignacio nhắn nhủ chúng ta trong trường hợp hôn nhân hiện thời có vẻ là một lầm lẫn một sự chọn lựa không tương ứng với ơn gọi đích thực thì sống lương thiện có nghĩa là gì ở đây không thể chấp nhận được một thứ giải thích cho phép chấp nhận quan hệ như vợ chồng với một người không phải là người mà chúa đã biến họ thành người phối ngẫu của chúng ta đối với Thánh y Siêu, sống lương thiện chỉ có thể có nghĩa là sống trong trung thành với ý nghĩa bí tích của chính hôn nhân. Dù muốn dù không, nay chúng ta là một xương thịt với người phối ngẫu của mình, cho dù chúng ta không yêu họ nữa. Điều này hiển nhiên khi có con cái, và cả khi không có con cái. Thực vậy, Thiên Chúa không rút lại những hồng ân của Ngài và ơn thánh của Ngài ban cho hôn nhân, mà có lẽ chúng ta đã đòi như một quyền thay vì đón nhận như một hồng ân. Ơn thánh ấy vẫn sinh động và sẵn sàng hành động trong chúng ta. Tiếp theo tiền đề cơ bản về hướng đi đúng đắn phải theo trong trường hợp những tròn lựa bất biến là một loạt những đề nghị rất đẹp về cách thức thực hiện những chọn lựa có thể thay đổi trong trường hợp này không những chúng ta phải tìm cách kiện toàn tối đa khi chúng ta đã chọn một cách ngay chính và đúng đắn không để ý tới những tình dục thế gian nhưng ta có thể sửa chữa những chọn lựa sai hoặc là từ bỏ chúng hay là tái chọn chúng nhưng lần này với hướng đi tốt nếu sự chọn lựa có thể thay đổi ấy không được thực hành ngay chính và chân thành thì nên thực hiện nó phải phép nếu ta muốn rằng từ đó nảy sinh những hoa trái quan trọng và làm đẹp lòng Chúa. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuộc lại cuộc đời của cha Fra Narciso Cavazzola, tu sĩ dòng Francisco, 53 năm truyền giáo ở Nhật Bản. hiệu trưởng một trường mẫu giáo, coi sóc hai giáo sứ, thiết lập một trung tâm dành cho người nghiện rượu và nâng đỡ các thanh thiếu niên bị trầm cảm. Đó là công việc của cha Fra Naciso Cavanzola, tu sĩ dòng Francisco, người đã đến Nhật Bản khi được 25 tuổi và bị bắt buộc tái sinh trong một thế giới mới. Cha Cavanzola đã cử hành bí tích rửa tội cho rất nhiều người Nhật. Trong số họ, có ba người giờ đây đã vào chủng viện. Hoa trái diệt tông đồ của cha không phải là do tài năng của cha, nhưng như cha xác tính, đó là đức tin. Một đức tin mà người ta có thể nhận thấy được, ngay cả khi không cảm nhận được bằng lời. Đối với cha, chỉ một lời duy nhất để nói về 53 năm truyền giáo của cha ở Nhật Bản, đó là cảm ơn Ngài, lại Chúa, con phó thác tương lai cho Ngài. Vào tháng 7 năm 1965, cha Camvanzola bắt đầu hành trình đến Nhật Bản. Khởi đầu cho một chặng đường truyền giáo, cha nói, Khi tôi đến Nhật Bản, tôi được 25 tuổi, và trong tôi vẫn còn là một não trạng của phương Tây. Người Nhật họ hiểu bằng tình cảm và con tim. Tôi đã phải quên đi tất cả những gì tôi đã học trước đây và tái sinh trong một thế giới mới tôi cố gắng hội nhập vào thế giới mới này trong một thời gian dài tôi tự hỏi liệu tôi có thể học cách nói chuyện với những người này hay không nhà truyền giáo thi hành sứ dụ qua các hoạt động ở đảo phía bắc của hokkaido tại đây cha cavazola dạy tiếng ý tiếng anh và piano cha rất say mê các điều vũ của dân tộc này cha đã cử hành bí tích rửa tội cho rất nhiều người trong số họ có ba người đã quyết định chọn con đường chủng viện cha nói tôi luôn nhớ các chủng sinh này trong lời cầu nguyện của tôi là hiệu trưởng của một trường mẫu giáo cha có cơ hội biết nhiều gia đình với những trải nghiệm này cha đã tập hợp lại và viết thành năm cuốn sách một điều làm cha xúc động nhất đó là trường hợp của người nghiện rượu vô danh cha cùng với các cộng tác viên cung cấp cho những người này các cơ sở để họ có thể gặp nhau hai lần một tuần, từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi. Cha kể rằng, thời gian trước đây có một người Ainu, thuộc dân tộc thiểu số của Nhật. Rượu đã làm cho anh thấy rằng, ngoài rượu ra, mọi thứ khác không tồn tại trên thế gian này. Đôi khi anh tưởng tượng những ngọn đèn đường đang theo dõi anh như đức quốc xã trong sự rối loạn và khủng hoảng này, anh đến bệnh viện để điều trị. Tại đây, anh được khuyên nên đi đến các buổi họp nơi nhà thờ. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm những người đã từng nghiện rượu vô danh, anh đã được giải thoát khỏi những cơn nghiện rượu. Và rồi, anh ý thức về cuộc sống của mình và đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Anh đã tìm được câu trả lời trong kinh thánh, một món quà anh nhận được từ vị thừa sai cha còn kể lại một kỷ niệm đẹp dễ thương khi làm việc với các trẻ em một lần các em nhìn trực tiếp vào tôi và hỏi rằng cha có thích khuôn mặt của cha không một chút tinh nghịch tôi hỏi lại các em vậy các em có thích khuôn mặt của mình không tất cả các em đều mỉm cười và trả lời dạ có bởi vì khuôn mặt này mẹ của con và thiên chúa tốt lành đã tạo nên và cha kết luận chúng ta có thể học rất nhiều từ các trẻ em. Trong 53 năm phục vụ, cha Canvazola đã tiếp xúc với một số bạn trẻ gặp khó khăn. Trong số họ có ba thiếu nữ mắc một chứng bệnh sợ nơi vắng vẻ, trống vắng và vì không thể tìm ra lối thoát cho mình, có người đã tìm cách tự vẫn nhiều lần. Qua bác sĩ điều trị cho họ, Canvazola tìm cách gặp gỡ và giúp đỡ họ. Sau ba năm trở lại gặp họ, cha Canvazola được biết cả ba đã trở lại cuộc sống bình thường, kết hôn và có con. Cha nói ngay, cả khi các thiếu nữ này không lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng họ rất tôn trọng giáo hội vì họ đã nhận được một cách nhưng không sự giúp đỡ của giáo hội. Điểm thu hút mọi người đến với nhà truyền giáo đó là đức tin một niềm sắc tính có thể nhận ra ngay cả khi cha không thể giao tiếp trôi chảy tiếng Nhật với họ. Một mẫu gương giúp cha Canvazola vượt qua được rào cản ngôn ngữ. Đó là cha biết, trước cha có một nhà truyền giáo không có thể nói được tiếng Nhật. Mỗi tuần, ngài dạy giáo lý cho một người mà ngài muốn rửa tội cho người này. Một lần, tại bữa tiệc mừng được gia nhập đạo công giáo, người đàn ông đã được rửa tội nói con cảm ơn cha về một năm qua cha đã dành cho con nhưng con phải nói với cha rằng con không hiểu tất cả những gì cha nói nhưng cha an tâm con thấy rằng cha nói với tất cả niềm sắc tính và cha canvasola nói tôi có thể nói tiếng nhật tốt hơn vị linh mục đó nhưng cũng giống như vậy đức tin được thông truyền nếu người ta nhìn thấy được đoạn tin mừng yêu thích của tôi là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó bởi vì họ không tin tưởng vào sức mạnh của mình, nhưng cầu xin sức mạnh từ nơi Chúa. Sức mạnh rao giảng tin mừng không ở trong tôi, nhưng Thiên Chúa làm việc qua tôi. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài, giá trị lịch sử của hai sách Samuel. Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách Samuel, chúng ta thấy ngay giá trị lịch sử của chúng và quý trọng tác phẩm vì ba lý do. Thứ nhất, vì tính chất cổ xưa của các tài liệu, thứ hai, vì tính cách không thiên vị ngoại thường của việc biên soạn và thứ ba, vì các đối chiếu với lịch sử đời và ngành khảo cổ học. Giá trị của tính cách cổ xưa và của việc sắp xếp các tài liệu không thiên vị xuất hiện một cách rõ ràng. Khi chúng ta duyệt xét việc biên soạn văn chương của nhiều nhóm khác nhau làm thành nội dung hai sách Samuel 1 và 2, ở đây chỉ cần ghi nhận rằng phần lớn chất liệu của tác phẩm như các chương từ 10 tới 20 sách Samuel 2, các chương từ 28 sách Samuel 1 tới chương 1 sách Samuel 2 thuộc các bút tích và truyền thống đồng thời với các biến cố lịch sử hay chỉ sau các sự kiện ít lâu có các tài liệu của văn khố, các danh sách tên người và nhiệm vụ, các lời trích một tác phẩm đã lạc mất vân vân, chắc chắn đến từ thời đó. Có lời Thiên Chúa hứa với vua David qua ngôn sứ Nathan với một giáo thuyết rất cổ xưa liên quan tới đấng cứu thế, khiến chúng ta ngạc nhiên nếu nó đã có nguồn gốc trễ hơn. Lịch sử hòm bia thánh được biên soạn trong kiểu bình dân, kết thúc với việc dẫn nhập vào đền thánh thời vua Salomon, tiêu chuẩn phán xử công việc làm của các nhân vật là tiêu chuẩn luân lý đã được các ngôn sứ xưa sử dụng như Elia, Hosea, Isaiah, Micha, chứ không phải của soạn giả sách các vua hay sách sử biên dựa trên nguyên tắc lòng trung thành với luật lệ phụng tự của Thiên Chúa duy nhất trong trung tâm thờ tự duy nhất là Jerusalem sự hiện diện của các trung tâm thờ tự cổ xưa khác như Silo, Rama, Mispa, Gangala, Beth Shemesh, Eben Ezer, núi cây dầu, vân vân cũng được coi như hợp pháp. Sau cùng người ta không nhắc tới các đại cường quốc như Ai Cập và Mesopotamia đang suy tàn thời đó. Tính cách không thiên vị trong việc giới thiệu các nhân vật quan trọng khác nhau, đặc biệt là vua David, thật rất đáng khâm phục nhất là nếu so sánh với kiểu giới thiệu của các dân tộc sống chung quanh vua david sau này sẽ được lý tưởng hóa xuất hiện trước mắt chúng ta với tất cả các yếu đuối và bóng tối cả khi tác giả cho thấy ông rõ ràng có cảm tình đối với vị vua tài ba lớn lao này việc miêu tả này đã không thể xảy ra nếu chất liệu như chúng ta hiện có phát xuất từ thời sau này các dữ kiện của ngành khảo cổ cũng xác nhận các tin tức khác nhau kể trong hai sách samuel Trung tâm thờ tự Silo đã bị quân Philippines tàn phá hồi thế kỷ thứ 11 trước công nguyên. Ảnh hưởng của người Philippines trên các thành phố như Bethsan, thành Jerusalem bị người Israel chiếm đóng. Việc dùng sát biến mất, vân vân, Tất cả đều là các biến cố đã xảy ra trong thời kỳ này. Khi đối chiếu trực tiếp các giai thoại và các tin tức, chúng ta có thêm nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn đã nhiều lần chúng ta ghi nhận rằng các kẻ thù chính của dân Israel trong ba thế hệ liên tiếp là người Philippines. Giờ đây ngành khảo cổ đã giúp thu hồi một số lượng lớn các vật dụng bằng sành của người Philippines, chẳng hạn như các bình có hai quai, các chén, các vật dụng được trang hoàng với các hình vẽ hình học và với các con thiên Nga. Thật ý nghĩa sự kiện các vật dụng bằng đồ gốm tương tự cũng đã được tìm thấy trong những vùng đất của người Israel sống dưới sự kiểm soát của người Philippines như vùng Negev, giữa các đồi vùng Sephela, vùng Bethsua gần Bethlehem. Tại Mispa là nơi thủ lãnh và ngôn sứ Samuel hoạt động, tại Bethel và Megiddo vân vân. Ngoài các điều đó, tại Bethsan, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các mộ trong các bình khổng lồ bằng đất sét nung kiểu Philippines sách Samuel 1 cho biết rõ rằng thành phố Bethsan đã bị người Philistin chiếm đóng theo sau cuộc bại trận của vua Saul như kể trong sách Samuel 1 chương 31. Ngoài ra ngành khảo cổ cũng xác nhận tin trung tâm thờ tự Silo bị tàn phá mà ngôn sứ Jeremiah cũng nhắc tới trong chương 7 câu 12 và chương 26 các câu 6 và 9. Tất cả các biến cố này chắc hẳn đã xảy ra trong cuộc chiến trong đó hòm bia thiên chúa đã bị quân Philippines cướp mất và sau cái chết của thầy cả eli ngành khảo cổ cũng cho chúng ta biết các cấu trúc của pháo đài Gilboa của vua saul là nơi nhà vua sống cũng không kém phần quan trọng các tin tức khảo cổ liên quan tới các tập tục và thói quen cũng như lễ nghi của lịch sử kinh thánh chung cho vùng trung đông cổ điển hình như việc phong vương cho vua saul Vua Saul đã được ngôn sứ Samuel sức giàu thánh hiến là vua và luôn luôn mang danh là người được thánh hiến của Gia Vê. Toàn vùng đông phương cổ gán cho nhà vua tính cách thánh thiên, đến độ coi vua là người được tham dự vào bản tính của các thần linh. Một bức thư tìm thấy tại El Amarna thuộc thế kỷ thứ 15 trước công nguyên cho biết rằng tại Canaan, người ta có thói quen thánh hiến nhà vua. Giữa dân Hittit, nhà vua có tước hiệu người được thánh hiến. Còn có một thói quen hay nữa là việc thỉnh ý các thần linh với các dụng cụ bói toán từ phía nhân viên có trách nhiệm làm việc này, đặc biệt là trong thời chiến tranh. Vua Saul có bên mình thầy cả Akhia, vua David có ông Abiata, và họ hỏi ý kiến thần linh với một dụng cụ gọi là Ephod, hay với việc bắt thăm thánh qua các Urim và Tumim. Các văn bản Ugarit thuộc thế kỷ thứ 14 và 13 trước công nguyên cũng như các văn bản Mari thuộc thế kỷ thứ 18 trước công nguyên xác nhận với chúng ta rằng các đạo binh có sự trợ giúp của một tư tế được thị kiến tên là Baru hay Thầy Chiêm để thỉnh ý các thần liên quan tới việc có nên gây chiến hay không hoặc liên quan tới các động thái riêng rẽ. Có một điểm hay khác nữa là tầm quan trọng mà người xưa gán cho chiếc áo choàng và coi nó đại diện cho người mang nó david đã không muốn giết vua saul nhưng chỉ cắt một mảnh áo choàng của nhà vua nhưng sau đó ông hối hận vì đã làm việc này thật vậy mảnh áo choàng tương đương với chính người mang nó một ông vua muốn đích thân chu toàn các lễ tế thì gửi một mảnh áo choàng của mình như các người đại diện cho mình người ta cũng có thói quen ký các giao kèo với một mảnh áo choàng cột vào một hòn gạch nhỏ trong trường hợp các người ký giao kèo vắng mặt trong sách Samuel 1 chương 13 câu 19, người ta nói rằng quân Philippines áp đặt lệnh giải giáp cho người Israel. Ngành khảo cổ chứng minh cho thấy vào các thế kỷ thứ 12 và 11 trước công nguyên, người Philippines đã sử dụng sắt nhiều hơn các dân tộc khác. Văn bản sách Samuel 1 chương 13 câu 21 cho biết người Philippines đòi tiền công PIM cho mỗi lần mài các dụng cụ nông nghiệp. Giờ đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều thí dụ của trọng lượng này với cùng tên pim và nó tương đương với 2 phần 3 xích lô do thái, tức từ 10 tới 13 gram. Chương 17 câu 5 sách Samuel 1 miêu tả Goliath, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá, Sirion Kaskas, áo giáp ấy bằng đồng, nặng 50 kg. Cùng từ này cũng được tìm thấy tại Ugarit và được xác nhận bởi các vảy cá bằng sắt với các lỗ để khâu lại với nhau. Tại Gaza, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy hai áo giáp có hình thù khác nhau. Vài điểm trong cuộc đời của vua David cũng song song với anh hùng ca Ugarit về vua Keret. Chẳng hạn David chinh phục được bàn tay của công chúa Mikal nhờ các chiến tích là 200 quy đầu của quân Philippines, cũng như Keret đã chinh phục được bàn tay vợ với một cuộc viễn chinh. Trong sách Samuel 2, chúng ta tìm thấy tin cho biết một người Amalekite lấy vòng đeo tay và vương miện của vua Saul và đem chúng tới cho vua David. Giờ đây hình các vua đông phương xác nhận rằng các vua chúa thường trang sức bằng các vòng đeo tay là dấu chỉ vương quyền. Các vua Hammurabi, Naram-sin và Tiglath-pileser cũng mang các đồ trang sức vương giả như vậy. Khi vua Saul qua đời trong trận đánh với quân Philistin tại núi Gilboa, cùng với các hoàng tử, vua David đã hát lên bài điếu văn thương tiếc. Bài điếu văn Kina này cũng tìm thấy các song song trong nền văn chương Ugarit liên quan tới kiểu hành văn, chiều dài của từng đoạn và nội dung trong một phần nào đó. Vua David than rằng hỡi núi đồi Gilboa, ước gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương đọng nữa, chẳng còn những cánh đồng phỉ nhiêu nữa, vì tại đó khiên thuẫn các anh hùng đã bị phàm tục hóa. Cũng thế, người ta hát than trong chuyện truyền kỳ của Akkad tại Ugarit như sau. Ước chi trong bảy năm thần Ba -an không tới nữa, trong tám năm đấng cỡi gió đẳng vân, cũng không có sương và mưa rơi nữa, vực thẳm không tràn đầy, cũng như tiếng êm dịu của thần Ba -an. Trong cả hai đoạn của bài ta thán, chúng ta tìm thấy các từ vựng rất giống nhau. Chúng muốn ám chỉ một vùng đất bị trúc giữ bởi nạn hạn hán và khô cằn bởi vì nó đã trông thấy cái chết của các anh hùng. Các dữ kiện khảo cổ cũng trao ban một ánh sáng mới cho thành Jerusalem. Khi thành phố này trở thành thủ đô của dân Israel, nó đã có một lịch sử dài 2.000 năm trước và nó đã được biết tới với tên gọi mới hơn là Urusalimu, việc xây nền tảng của thành Salem, tên gọi cổ xưa hơn là thành Sion. Các thư Amakna thuộc thế kỷ thứ 14 trước công nguyên truyền lại cho chúng ta tên gọi của nó và tên của một vị vua là Abdi Khepa. Thành phố bị vua David đánh chiếm với mưu mẹo đột nhập thành qua một con kênh dưới lòng đất, nối liền nội thành với suối Gihon ở bên ngoài. Ngành khảo cổ cho chúng ta biết rằng, từ hơn 500 năm trước, thành Jerusalem đã có một cái giếng và một con kênh từ trong nội thành nối liền với suối nước Gihon nằm bên ngoài thành phố. Nước chảy vào con kênh đó để vào bên trong thành. Khi nhận diện ra con suối thường bị giấu kín một cách rất khéo léo, người ta có thể theo con kênh đột nhập nội thành. Tướng Joab chắc hẳn đã đem quân theo con kênh này để vào thành Jerusalem. Vua David sau đó đổi tên thành là thành phố của David, như dấu chỉ việc chiếm hữu riêng. Đây là thói quen chung trong vùng Trung Đông Cổ xưa kia. Để trang hoàng thủ đô mới, vua David mua gỗ bá hương của vua Khiram thành Tiro và thuê các thợ chuyên môn của Tiro về làm việc. Gỗ bá hương là loại sản phẩm được người Phenisi xuất cảng nhiều nhất và họ cung cấp tất cả các thợ chuyên môn xây cất nữa. Đương nhiên là người Do Thái đã không được chuẩn bị cho công tác xây cất chuyên môn này. Sách Samuel 2 nhiều lần cho chúng ta biết rằng việc cai quản vương triều David bao gồm tướng chỉ huy quân đội, nhóm 30 dũng sĩ, đội cận vệ, hai thượng tế, một thư ký nghi lễ, một ký lục. Các nhân vật này tương đương một phần với tổ chức của triều đình Ai Cập, trong đó có vị trưởng nghi triều đình, ký lục, vị chỉ huy các tư tế, hội 30 một loại hội các hiệp sĩ. Sau cùng chúng ta cũng có tin tức liên quan tới truyền thống các khả năng sáng tác thơ văn và âm nhạc của vua David. Chương 23 sách Samuel 2 cho biết rõ nhà vua là một người sáng tác thánh vịnh dịu ngọt. Các sáng tác của nhà vua được ghi lại trong sách Samuel 2 chương 1, các câu từ 17 tới 28 và chương 22, các câu từ 2 tới 51, cống hiến cho chúng ta các bài thánh thi hay đẹp chứa đựng các kiểu diễn tả, các câu nói và tư tưởng ngang hàng với các bài thơ của người Canaan được duy trì tại Ugarit. Điều này chứng minh cho tính cách cổ xưa của các bài thánh thi của nhà vua và ảnh hưởng cổ xưa của nghệ thuật thơ văn Canaan trên nền văn thơ Do Thái. Kết luận, việc duyệt xét lịch sử và văn hóa đời đã không cống hiến cho chúng ta các mới mẻ ngoạn mục liên quan tới thời kỳ lịch sử của hai sách Samuel, nhưng chúng cũng đã soi sáng vài khía cạnh đặc biệt và đáng ghi nhận chúng ta không thể yêu sách hơn bởi vì thời đại lịch sử của hai vua saul và david đen tối đối với toàn nền văn minh đông phương sau cuộc xâm lăng của các dân tộc biển và của người aramei ai cập tại miền nam và assyria ở miền bắc đã sống tình trạng im ngủ mùa đông trong cảnh chống vắng các cường quốc ấy, vua David đã có thể thành lập đế quốc của mình trải dài từ biên giới Ai Cập cho tới biên giới Mesopotamia. Các thời điểm lịch sử nền tảng phỏng trừng liên quan tới hai sách Samuel có thể ghi lại như sau. Vào năm 1050 trước công nguyên, thầy cả Eli qua đời tại trung tâm thờ tự Silo. Năm 1020 trước công nguyên, Saul trở thành vị vua đầu tiên của dân Israel năm 1000 trước công nguyên, David trở thành vua vương quốc Juda rồi của cả vương quốc Israel. Năm 970 trước công nguyên, vua David qua đời, con là Salomon lên nối ngôi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus ngợi khen chúa giêsu kitô